Đồ ăn tới rồi. Cái gì? Mì ăn liền hả? Ê Kiên, tôi biết ông tính đặt tên quán là gì đó. Mì ăn liền quán hả? Sao mì hoài vậy cha? Ông nội này, có cái để ăn là may lắm rồi, đòi hỏi nữa. Này không phải nhà ông đâu nha, ăn đi. Ê, bà cũng phải mẹ tôi đâu nha, nhằn hoài. Mà ông định đặt tên quán là cái gì vậy? Nhớ nói cho tôi biết sớm nha, để tôi còn thiết kế xong rồi đưa cho người ta in ấn cho kịp ngốt. Ra tiêu thụ. Chính xác. Ê, tôi nghĩ ra rồi. Passion. Ừ, ê được á. Tên quán à? Của mình sao nghe quen quen á. Nữa. Tên của nhóm mình trước tham gia cuộc thi đó không nhớ hả? Đồ mất trí này. Tôi thấy tên được á. Biết sao mất trí không? Ăn mì gói với mì lú á. Ủa, không ăn hả? Sao gấp qua cho tôi vậy? Thì ngán rồi. Dạ, anh tới anh. Dạ rồi, em ra đi. Để đâu? Để đại giữa nhà đi. Ông đặt máy này á hả? Đúng rồi, tôi mua á. Sao mua hàng của Hướng Dương vậy? Ủa? Thì sao? Tại tôi thấy bên đây nè, đang giảm giá, mua một tặng hai, nên tôi mới mua. Mua cái gì? Mình bán nước ép chứ có bán mấy chai này đâu. Ủa? Thì tôi thấy ông bán nước ép trái cây rồi lúc con pha chế cho thêm mấy cái mứt trái cây gì mà cho nó hấp dẫn nên tôi mua cho ông á. Nói chung á là tôi không có bán cái gì của Hướng Dương hết, không có tốt đẹp gì hết á. Cái gì nữa vậy trời? Kiên ơi Kiên, mình mới mở quán á nên tôi thấy có gì lợi với lời cho mình tôi mới làm. Ông bớt nhạy cảm mấy vụ đi. Ê bạn hai, phụ tôi bưng mấy này vô góc này. Xin lỗi mọi người nha, thời gian qua em bận quá, em không có livestream được với mọi người. Nhưng mà hôm nay em có một tin rất là đặc biệt muốn thông báo mọi người. Đó chính là quán của em đã sắp sửa khai trương. Chưa, đang trong giai đoạn hoàn thiện à. Dạ, hello mọi người. Dạ rồi, không, nhưng mà hôm nay em có một cái tin sốc. Đó là sao? Sắp tới cái ngày khai trương tụi em á, có rất là nhiều những cái deal khuyến mại luôn. Trời ơi, giảm giá nè, rồi tặng kèm quà nữa. Cho nên mọi người nhớ ghé ủng hộ em nha. Khi nào khai trương em báo mọi người. Dạ trời ơi, cảm ơn trời ơi, tả tiên quá trời, cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương nha. Rồi em cho mọi người đi xung quanh quán này coi cái nha. Rồi, người đầu tiên luôn. Xin giới thiệu trai đẹp Nguyễn Tân Kiên. Chào mọi người. Mọi người ơi, trai đẹp nhà em kiệm lời lắm. Mỗi lần gặp là cứ chào mọi người vậy thôi đó. À, mọi người thông cảm. Nhưng mà mọi người đây. Đây chính là người khởi đầu cho mọi sự sáng tạo của quán em nha. Cho nên nó tất cả những cái món nước mà thơm ngon bổ dưỡng là đều từ một tay ảnh ra mọi người. Cho nên mọi người món ghé đến quán em ủng hộ là ảnh buồn lắm á nha. Dạ. Rồi bây giờ đến nhân vật thứ hai rất là quen thuộc. Xin chào cô designer linh. Xin chào mọi người nha. Mọi người quán em ai cũng vậy đó, chào vậy thôi à, chứ hết biết nói gì. Nhưng mà mọi người biết không, đây mấy cái hình trên tường nè, một tay cổ thổi hồn vào cổ vẽ không đó, chứ em đâu có biết làm ba cái này. Mọi người, quán đẹp hay không là phụ thuộc vào cổ không đó. À, mọi người nhân vật cuối cùng của tụi em, nhân vật lần đầu tiên xuất hiện trên livestream anh luôn. Xin chào dạ. À, mọi người đây mọi người thấy không? À, hùng bạn em. Dạ em nói mọi người nghe, làm việc nè rất là chăm chỉ, mọi người thấy bưng bê nặng nhọc không? Em nói mọi người nghe, đây là đó, mọi người coi tội không? Mọi người thấy không? Trời ơi, đây là một trong những cổ đông lớn nhất của quán em đó. Nhưng mà mọi người thấy cổ đông thì cũng làm như oxy nè. Mọi người trả trăm tim cho mình đi, cho hùng hết bị đông bông đi. Lai hoài người ta đâu có đâu thiệt bộ. Tắt đi. Sao không? Không chết à?
Dạ mọi người ơi, hơi sơ sốt tí dạ. Bạn em lỡ té đau quá nên chắc vừa qua em vỗ một cái. Dạ dạ mọi người ơi, bye bye mọi người nha. Có gì bữa nào khai trương em báo. Dạ, chúc mọi người một ngày tốt lành. Dạ bye bye mọi người. Dạ. Nhiều dữ sợ luôn, nó đang đau mà quạo luôn á. Sao ổn chưa? Nó đang lai một cái mỏ như cái gì á. Thấy người ta té không biết đỡ, lai lai hoài. Tôi nói không có bị gì đâu. Thử té coi. Làm quá mà. Trai gì yếu đuối. Mà Kiên nè, tôi thấy bây giờ quán mình á nhiều việc quá à. Đáng tụi mình làm không xuể đâu. Hay là mướn thêm người ngoài đi. Thôi, ông mệt cứ ngồi nghỉ đi. Mấy cái này tôi làm cho. Mọi người làm tiếp đi ha. Nga, bà pha một ca trà đá cho mọi người uống đi. Đồ vô tích sự.